Vâng, kính thưa Phó sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Phó viện trưởng Viện trưởng Viện Tim mạch, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam. Kính thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, chủ tọa đoàn, và đặc biệt là kính thưa tất cả các quý vị đồng nghiệp, các anh chị có mặt ở tại Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam cũng như các đầu cầu tại Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình và Thái Nguyên. Hôm nay được sự phân công của Phó sư Phạm Mạnh Hùng cũng như ban tổ chức, chúng tôi sẽ trình bày một bài báo cáo về việc phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân động mạch vành để tối ưu hóa lựa chọn chiến lược kháng huyết từ tiểu cầu. Nội dung chính của bài nói của tôi sẽ bao gồm 4 phần. Phần 1 là can thiệp động mạch vành, lịch sử phát triển và vai trò của thuốc kháng huyết tập tiểu cầu kép. Thứ hai là nguy cơ xuất huyết và hậu quả của xuất huyết sau can thiệp động mạch vành theo dòng thời gian. Và thứ ba là phân tầng bệnh nhân theo nguy cơ xuất huyết và từ đó chúng ta có chiến lược kháng huyết tập tiểu cầu kép như thế nào. Và thứ tư, chúng ta sẽ dùng liều nạp clopidogrel ra làm sao nếu chúng ta sẽ lựa chọn các cái phân tầng nguy cơ đó. Thì đầu tiên là can thiệp động mạch vành và vai trò của kháng huyết tập tiểu cầu kép, chúng ta có gì? Thì chúng ta biết rồi, hầu hết chúng ta trong lĩnh vực tim mạch cũng như đặc biệt trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, chúng ta đã có một cái quá trình lịch sử phát triển từ rất lâu, từ những năm 1948 với sự ra đời của thuốc kháng đông. Sau đó chúng ta có ca chụp đập mạch vành đầu tiên năm 1958, ca phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành đầu tiên năm 1971 và ca nong mạch vành đầu tiên mà hầu hết các bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta biết với chuyên gia Grunzig năm 1977. Sự ra đời của stent kim loại thường năm 1986 và stent kim loại có phủ thuốc đầu những năm 2000 và tiếp theo đó là các cái vai trò của các cái thuốc kháng đông statin. Thì chúng ta có hội chứng vành cấp bao gồm hai nhóm là hội chứng động mạch vành cấp có đoạn ST trên lên với men tim tăng và ST trên lên, và hội chứng động mạch vành cấp không có đoạn ST trên lên chúng ta có đau thắt ngực ổn định và nhồi máu cơ tim không có ST trên lên. Chúng ta cũng biết là từ những thời kỳ đầu tiên của kỷ nguyên stent nó không mượt mà trôi chảy như chúng ta đang có đâu. Thời kỳ đầu tiên sự ra đời của stent kim loại để chúng ta có thể đặt vào trong lòng động mạch vành để xử lý những cái hẹp động mạch vành ban đầu khá nhiều trắc trở. Với những cái ca bệnh nhân đầu tiên thì trong đó có 8 ca ổn định và 4 ca bệnh nhân bị huyết khối trong stent. Và sau đó thì khi mà tổng có 23 ca đầu tiên thì đến 43% là có huyết khối trong stent. Bởi vì giai đoạn đầu tiên hầu hết những ca đặt stent chúng ta sẽ dùng các thuốc kháng đông, các thuốc kháng tiếp tiểu cầu như liệt ticlopidin và thậm chí là chúng ta dùng heparin. Và sau đó khi mà gặp phải những cái vấn đề này thì vai trò cái lựa chọn các cái thuốc chống chống nguyên tập tiểu cầu cũng như là kháng P2Y12 mới là cực kỳ quan trọng. Và sau đó cái thời điểm năm 2006 với sự ra đời của sau một thời gian có sự ra đời của stent kim loại có phủ thuốc thì tại hội nghị tim mạch châu Âu tại Barcelona, một câu hỏi đặt ra và được đăng lên trang trang đầu của tờ tạp chí trong cái đại hội đó là gì? Là có phải rằng stent kim loại có phủ thuốc có thể làm tăng tử vong hay không? Và sau này người ta tìm ra nguyên nhân là gì? Là với những cái stent kim loại có phủ thuốc, các cái thuốc phủ đó nó sẽ giảm cái sự liền mạch của nội mạc và từ đó gây ra huyết khối. Vậy thì sau đó cái đáp án của cái chuyện này là gì? Là chúng ta sẽ phải dùng các cái thuốc kháng huyết tập tiểu cầu kép với sự kết hợp của aspirin và các kháng P2Y12 mới. Và chúng ta chuyển đổi là gì? Là vai trò của stent kim loại của phủ thuốc đến hiện tại bây giờ vẫn là tốt đẹp và cái sự ra đời của các thế hệ sau đó với sự đồng hành của các cái thuốc kháng huyết tập tiểu cầu kép là cực kỳ quan trọng. Vậy thì vai trò của kháng huyết tập tiểu cầu kép ở bệnh nhân sau PCI, sau can thiệp đặt stent là gì? Là vai trò quan trọng đầu tiên là chúng ta sẽ giảm được các cái gánh nặng về huyết khối và khơi thông cái dòng chảy mà trước đó đã làm tắc nghẽn. Và chúng ta có thể xử lý được là gì? Với những cái tác động của cái can thiệp tim mạch và các cái huyết khối nó bắn đi, nó gây tắc nghẽn các mạch máu nhỏ thì vai trò của kháng kháng huyết tiểu cầu kép là cực kỳ quan trọng. Và sau đó khi mà stent kim loại được đặt vào trong lòng mạch vành thì vai trò của kháng tiểu cầu kép giữ cho sự bền vững của stent, giảm cái nguy cơ huyết khối trong stent. Và vai trò nền tảng này có sự tác động hiệp đồng của aspirin cũng như là các thuốc kháng P2Y12 mới với sự ra đời đầu tiên là clopidogrel từ những năm 2000 và đến bây giờ chúng ta đã có hơn 20 năm phát triển. Và trong giai đoạn sau đó là chúng ta có sự gia tăng của cái sự dự phòng huyết khối trong stent và có sự bền vững về lâu dài. Cái nội dung chính thứ hai là vậy thì
sau cái tác dụng đầu tiên đó, tác dụng có lợi đó, thì chúng ta biết rồi cái gì cũng có tác dụng phụ, và con dao trong trường hợp này là thuốc kháng kết tử tử cầu kép, nó cũng có cái lưỡi rất sắc của nó, đó chính là các cái biến cố xuất huyết và hậu quả nguy hiểm theo dòng thời gian. Và các cái biến cố xuất huyết này bao gồm là gì? Nó có sự các cái tác dụng từ nhẹ như là xuất huyết dưới da mà chúng ta rất hay gặp ở những bệnh nhân đang dùng các thuốc kháng kết tử tử cầu của chúng ta, đến nặng như là xuất huyết tiêu hóa và nguy hiểm đến tính mạng như là xuất huyết nội sọ. Và đây là cái một cái nỗi lo thường trực của bệnh nhân, của người nhà bệnh nhân và của bác sĩ. Chúng ta nếu mà làm trong lĩnh vực tim mạch, đặc biệt là lĩnh vực tim mạch can thiệp, khi đặt bút kê cho thuốc cho bệnh nhân về và sau một thời gian bệnh nhân than phiền về những cái tác dụng phụ, đặc biệt là những cái tác dụng phụ mà chúng ta biết rằng là có thể xảy ra và tỷ lệ lớn, thì chúng ta luôn luôn là canh cánh trong lòng. Và các cái tác dụng phụ đó có thể gây giảm chất lượng cuộc sống cũng như là tăng cái chi phí điều trị, và nguy hiểm hơn nữa nếu các xuất huyết đó có thể gây nguy hiểm đến mạng như là xuất huyết nội sọ hoặc xuất huyết tiêu hóa nguy cơ lớn. Chúng ta biết rồi biến cố xuất huyết là hiểm họa cho bệnh nhân sau can thiệp. Chảy máu nội sọ là một trong những biến chứng xuất huyết nặng nề nhất, và 50% tức là một nửa từ số bệnh nhân xuất huyết nội sọ thường là tử vong. Và trong cái thời gian đầu tiên chúng ta hầu như không kiểm soát được nếu chúng ta không có các biện pháp tích cực. Và sau 2 tuần, mặc dù cái tình trạng xuất huyết lan rộng có thể là ổn định, nhưng cái tình trạng này dễ tái phát nếu mà chúng ta tiếp tục dùng các thuốc kháng kết tử cầu, đặc biệt là kháng kết tử cầu kép. Cái chảy máu đường tiêu hóa là một cái nỗi lo thường trực, bởi vì tỷ lệ mà chúng ta gặp trong bệnh nhân mà chúng ta dùng kháng kết tử cầu, đặc biệt kháng kết tử cầu kép, là khá thường xuyên, với tỷ lệ từ 1,3 đến 10%, có những nghiên cứu có thể đến 20-30%. Nghiên cứu UK Transient Ischemic cho thấy là gì? Nếu chúng ta dùng aspirin lâu dài, tác dụng phụ trên dạ dày là đến 31% với nguy cơ là chán ăn, và đến thùng dạ dày là đến 3%. Nếu chúng ta dùng thêm những thuốc kháng kết tử cầu kép như là clopidogrel hoặc ticagrelor thì nguy cơ chảy máu thậm chí là tăng đến 50%. Và các biến chứng chảy máu này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tiên lượng, không phải chỉ gây tử vong tại ngay lúc đó mà nó có thể gây ra cái biến cố như là thiếu máu, như là các hoạt hóa các cái hệ renin angiotensin cũng như hoạt hóa các cái nội mô của cơ thể, gây nên các cái tăng các cái nhu cầu oxy của cơ thể, và từ đó có thể gây nên các cái một cái chuỗi các cái rối loạn tuần hoàn và từ đó làm tăng tử vong. Và biến cố chảy máu có thể bắt buộc chúng ta phải dừng hoặc là giảm bớt các thuốc kháng kết tử cầu, và từ đó có thể gây nên các cái biến cố về huyết khối, mà đấy chính là cái nỗi lo rất đáng ngại. Về chúng ta biết rồi, nếu huyết khối cấp trong lòng stent mà chúng ta vừa mới đặt xong thì tỷ lệ tử vong nó khoảng 40-50%, tức là chiếm được một nửa bệnh nhân của chúng ta. Chính vì thế nên là chúng ta phải nghĩ tới cái sự cân bằng giữa nguy cơ huyết khối và nguy cơ chảy máu ngay từ khi mà chúng ta tiếp nhận người bệnh, chứ không phải là chỉ khi mà chúng ta đặt stent hoặc chúng ta theo dõi sau khi mà chúng ta đã đặt stent rồi. Chính vì thế nên là ngay từ lúc tiếp nhận, từ bác sĩ cấp cứu, bác sĩ điều trị, bác sĩ tim mạch, bác sĩ nội khoa đến bác sĩ can thiệp và sau đó bác sĩ theo dõi, thì chúng ta cần phải nghĩ ngay đến cái sự cân bằng này. Và chính vì thế chúng ta đặt ra một cái kế hoạch ngay từ khi chúng ta tiếp xúc với người bệnh, để từ đó chúng ta có thể có một cái kế hoạch. Và chúng ta biết rồi là sau khi bệnh nhân đặt stent sau PCI thì cái sinh lý bệnh về cái huyết khối tại chỗ, cái huyết khối trong các cái mạch máu mà bị xơ vữa, cũng như cái huyết khối trong hệ thống mạch của máu chúng ta là giảm dần theo thời gian và thường là ổn định sau cái 3 tháng mà chúng ta điều trị. Đó chính là nền tảng, là bản lề cho hầu hết các nghiên cứu sau này mà chúng ta xuống thang các cái thuốc kháng kết tử cầu để cân bằng nguy cơ huyết khối và chảy máu. Tuy nhiên cái biến cố về xuất huyết thì có vẻ là còn mãi với thời gian, và nếu mà bệnh nhân tuổi cao, các bệnh lý phối hợp, các cái thuốc phối hợp, và đặc biệt sau này sự ra đời của các thuốc kháng kết tử cầu, kháng PHA12 hoạt lực mạnh cho chúng ta một cái biến cố về xuất huyết ngày càng tăng theo thời gian. Tuy nhiên chúng ta có những cái bằng chứng nào hoặc là những cơ sở khoa học nào để giúp chúng ta cân bằng cái biến cố xuất huyết này? Đó là gì? Là sự hoàn thiện về kỹ thuật. Cụ thể là gì? Các cái thế hệ stent mới ra đời với kích thước mắt stent nhỏ hơn. Ví dụ như là các cái stent thế hệ đầu tiên với kích thước mắt stent từ 130 micron. Thậm chí có những cái stent mà gần đây chúng ta cũng biết là đã có những cái biến cố trên sau các nghiên cứu, là mắt stent có thể đến 160 micron. Và cái mắt stent to thì nó sẽ làm chậm và giảm cái liền nội mạc mạch máu, đồng thời làm tăng các cái dòng chảy xé
cản trở mạch máu, và đấy chính là cái nguy cơ về huyết khối. Thì gần đây các cái thế hệ stent mới giúp cho các mắt stent mảnh hơn, ví dụ như là stent thế hệ mới, thế hệ thứ 3 với khung từ cobalt chrome là đến platinum với kích thước khoảng 50 micron, tức là bằng 1/3 kích thước mắt stent lớn nhất, thì giúp cho cái sự liền nội mạc cũng như một số cái kỹ thuật về xây dựng hoặc là những cái stent có cái vùng mà giảm tăng sinh nó chỉ áp vào thành mạch, còn đối với cả lòng mạch thì nó là stent kim loại thường, chính vì thế làm tăng cái liền nội mạc và từ đó giảm cái sự tác động của cái kim loại đó với lòng dòng máu và giảm nguy cơ về huyết khối. Ngoài ra các cái kỹ thuật về tối ưu hóa can thiệp như là IVUS, như là OCT sẽ giúp giảm biến cố thiếu máu cục bộ. Đồng thời là trong lúc can thiệp chúng ta thay vì đi đường động mạch đùi như trước đây thì chúng ta đi đường quay. Ví dụ tại viện tim mạch thì tỷ lệ sử dụng can thiệp theo đường động mạch quay chiếm khoảng 90-99% các cái ca mà chúng ta can thiệp. Thậm chí có những ca can thiệp phức tạp như là CTO, như là bifurcation, như là left main thì chúng ta vẫn có thể can thiệp theo đường động mạch quay, thì từ đó được giảm được các biến cố chảy máu sau khi mà chúng ta can thiệp cho người bệnh. Đây là cái sự tương quan giữa xuất huyết và huyết khối, và cái sự tương quan này thay đổi theo thời gian. Chúng ta biết rồi, thời gian đầu tiên thì chúng ta rất lo ngại về các nguy cơ về huyết khối sau khi mà chúng ta đặt cái stent kim loại vào trong lòng mạch của người bệnh. Đấy, tuy nhiên với các thuốc, sự ra đời của các thuốc điều trị tối ưu, rồi sự ra đời của các kỹ thuật hoàn thiện can thiệp, rồi sự ra đời của các cái stent thế hệ mới, và khi mà chúng ta cân nhắc, chúng ta đánh giá các cái xét nghiệm về chức năng để chúng ta quyết định có can thiệp bệnh nhân hay không, hay chúng ta có thể điều trị bảo tồn, thì đấy cũng là những cái biện pháp để giảm các nguy cơ về huyết khối về lâu dài. Tuy nhiên cái nguy cơ về xuất huyết lại tăng dần theo thời gian. Chúng ta biết rồi, các cái thuốc càng về sau càng mạnh, rồi cái vai trò của sử dụng kháng cái tập tiểu cầu kép kéo dài, rồi khi bệnh nhân chúng ta điều trị được tốt, người bệnh tuổi thọ tăng lên, nhưng đồng thời các cái biến cố do các bệnh lý đồng mắc cũng như các cái thuốc điều trị các bệnh đồng mắc đó tăng theo thời gian và từ đó làm tăng nguy cơ xuất huyết. Chính vì thế lúc đầu thì cái hai cái đường này xa nhau, nhưng gần đây thì các nguy cơ về xuất huyết càng ngày tăng lên và chúng ta cần phải chú ý. Thứ ba là vậy thì chúng ta có các biện pháp gì, tức là chúng ta có các dụng cụ gì trong tay để phân tầng các cái mối nguy cơ này, để từ đó chúng ta có cái chiến lược về điều trị các thuốc kháng cái tập cầu kép phù hợp để làm sao giảm các biến cố này. Thì chúng ta biết rồi, ngay từ lúc vào, ngay từ lúc mà tiếp nhận người bệnh, ngay từ lúc khởi trị thì chúng ta đã bắt buộc phải đánh giá. Chúng ta đánh giá dựa trên cái đặc điểm người bệnh, cái bệnh nền, rồi tuổi, rồi giới tính. Thứ hai, chúng ta đánh giá là bệnh nhân ấy là bệnh lý mạch vành mạn tính hay là bệnh lý mạch vành cấp tính. Thứ hai là gì? Là thứ ba, chúng ta đánh giá các bệnh lý đồng mắc. Ví dụ như là bệnh nhân có suy thận mạn thì nguy cơ chảy máu tăng lên hẳn. Nguy cơ rồi các cái bệnh lý về suy tim hoặc là những bệnh nhân bị tiểu đường, bệnh nhiều mạch vật, nhiều mạch, ví dụ như là mạch não, mạch vành hoặc là mạch chi. Thứ ba, thứ tư là gì? Các cái thuốc điều trị mà bệnh nhân đang dùng. Ví dụ chúng ta hay gặp đó là gì? Bệnh nhân đang phải dùng các cái thuốc chống đông, ví dụ là kháng vitamin K hoặc là chống đông thế hệ mới cho những bệnh nhân dung nhĩ chẳng hạn. Hoặc là chúng ta gặp những bệnh nhân mà có bệnh lý cơ xương khớp, người ta dùng các cái thuốc chống viêm giảm đau non-steroid, thì cái nguy cơ về tăng xuất huyết nó sẽ cao hơn hẳn nếu mà chúng ta phải dùng các thuốc kháng tập cầu kép. Thứ năm là gì? Chúng ta đánh giá cái vai trò của thủ thuật. Nếu mà chúng ta can thiệp thì nguy cơ chảy máu sẽ giảm hơn là gì? Là phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành. Nhưng trong quá trình can thiệp chúng ta đi được một đùi thì sẽ nguy cơ chảy máu cao hơn. Đồng thời là gì? Nếu chúng ta đánh giá bệnh nhân kỹ, quyết định cái tối ưu cái biện pháp điều trị, thì nếu điều trị nội khoa thì đương nhiên là gì? Là các cái thuốc điều trị sẽ không tích cực bằng là chúng ta can thiệp có xâm lấn stent. Thì đây là những cái đánh giá khi mà chúng ta tiếp xúc với người bệnh ngay từ lúc mà bệnh nhân vào viện. Và từ đó là khuyến cáo gần đây nhất năm 2020 đưa ra cái vai trò của đánh giá thang điểm. Chúng tôi vẫn trao đổi với các bác sĩ học viên là gì? Chúng ta phải đánh giá là nguy cơ huyết khối hoặc là nguy cơ các biến cố tắc mạch của bệnh nhân bằng thang điểm GRACE. Và cái khuyến cáo này là 2A, tức là rất mạnh. Đồng thời chúng ta lại đánh giá nguy cơ chảy máu ngay từ lúc vào. Chúng ta có xét nghiệm xong, chúng ta có hỏi người bệnh xong, chúng ta có lâm sàng xong, thì chúng ta có ngay cái thang điểm đánh giá. Và thang điểm đánh giá về nguy cơ xuất huyết thì chúng ta có gì? Chúng ta có thang điểm từ những năm 2009 của Hội Tim Mạch và Chứng môn Tim Mạch Hoa Kỳ là thang điểm CRUSET. Mà cái thời đó là tôi giống như các bạn nội chú bây giờ là sử dụng khá thường xuyên và đánh giá. Thứ hai là thang điểm Acuity, chúng ta ít dùng hơn. Và gần đây thì cái thang điểm mà chúng ta nhắc đến thường xuyên tại các hội thảo
và chúng ta cũng sử dụng thường xuyên trong thực tế lâm sàng, đó là thang điểm PSI DAP để giúp chúng ta lượng giá nguy cơ xuất huyết, có một cái lộ trình để chúng ta xuống thang kháng cái tiểu cầu kép trong vòng 6 tháng hay đến 1 năm. Tức là chúng ta sẽ kéo dài thuốc kháng tiểu cầu kép hay không thì chúng ta dùng thang điểm PSI DAP. Và gần hơn nữa là năm 2020 thì chúng ta có cái thang điểm ARC HPR để giúp cho chúng ta phân tầng bệnh nhân nguy cơ xuất huyết để chúng ta quyết định trong quá trình khởi trị cũng như theo dõi về lâu dài. Đây là thang điểm PSI DAP chúng ta quyết định là nếu bệnh nhân có thang điểm nguy cơ cao với thang điểm trên 25 thì chúng ta quyết định là dùng kháng tiểu cầu kép ngắn thôi. Nhưng nếu trong trường hợp mà thang điểm thấp, chúng ta có thể kéo dài đến 12-14 tháng. Và trong trường hợp đó chúng ta, ví dụ đây là một bệnh nhân với hemoglobin là 10, chúng ta hoàn toàn đánh giá một cách rất dễ dàng. Chúng ta vào mạng, hầu hết các bạn đều có smartphone. Chúng ta vào, chúng ta ghi PSI DAP là chúng ta có ngay cái trang web để tính online. Ví dụ như bệnh nhân này là bệnh nhân 80 tuổi, hemoglobin là 10, bạch cầu là 10. Mức lọc cầu thận chúng ta tính là 40 và từ đó chúng ta có một cái thang điểm đánh giá là 75. Như vậy là bệnh nhân này chúng ta sẽ dùng kháng tiểu cầu kép, nếu mà phải dùng thì dùng ngắn thôi, 3 tháng đến 6 tháng. Và tất nhiên là tùy thuộc là cái tình trạng lâm sàng lúc đó là đã từng có chảy máu hay chưa hoặc là đang chảy máu hay không thì chúng ta rút ra là 3 hay 6 tháng. Thang điểm ARC-HPR thì giúp chúng ta dễ dàng tính hơn. Ví dụ là cái tiêu chí chính chỉ cần một tiêu chí chính hoặc là gì, chỉ cần hai tiêu chí phụ trở lên là chúng ta đánh giá đây là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao rồi. Và trong trường hợp đó chúng ta xếp loại bệnh nhân là vào vùng đỏ. Ví dụ như là bệnh nhân đang dùng kháng đông đường uống lâu dài thì chúng ta coi như là đấy là bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao. Đấy, do đó là chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp điều trị kháng tiểu cầu kép vừa phải thôi. Hoặc là gì? Là những bệnh nhân đã từng có xuất huyết nội sọ trước đây rồi, chúng ta coi như là bệnh nhân đấy là một bệnh nhân xuất huyết cao. Hoặc là bệnh nhân đang có xét nghiệm hemoglobin dưới 11 thì đương nhiên chúng ta sẽ lựa chọn phương án vừa phải. Hoặc là chúng ta có hai tiêu chí phụ như là bệnh nhân trên 75 tuổi hoặc là cùng với cả một cái mức lọc cầu thận trung bình thôi thì coi như đấy là một bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao. Thì rất dễ dàng cho các bác sĩ trong trường hợp đánh giá. Đương nhiên để mà dễ thì chúng ta cần phải sử dụng đã. Sử dụng đã trước khi quyết định mà đây là dễ hay không. Nhưng chúng ta dùng một vài lần thôi là chúng ta sẽ rất quen thuộc thành một thói quen. Thế thì từ cái phân tầng nguy cơ đấy thì chúng ta quyết định như thế nào? Thì chúng ta có trong tay kháng PA22 nào để kết hợp với aspirin. Chúng ta có clopidogrel, chúng tôi có thể ví đấy là một người chị nhẹ nhàng, dịu dàng, đằm thắm, đúng không ạ? Và nói chung là có sự tin cậy, vì sao? Vì chín chắn. Thứ hai là cô em hai là gì? Prasugrel, mạnh mẽ, trẻ trung hơn. Và cô em út là Tecagrelor, là một cô em cá tính, trẻ trung. Thì chúng ta lựa chọn nào, cô nào trong ba cô này nếu mà chúng ta quyết định, đúng không ạ? Không phải chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có sự gì đó, còn có tính cách để phù hợp với cả cái trường hợp của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ dựa vào gì? Chúng ta sẽ lựa chọn cô nào đó là theo hai phần. Một là dữ liệu nghiên cứu, tức là các bằng chứng khoa học mà chúng ta đã có. Thì dữ liệu nghiên cứu thì sẽ có hai nhóm. Đó là gì? Là những nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng. Và đây là chúng ta có một cái phân tích tổng hợp so sánh vai trò của Tecagrelor với Clopidogrel. Và đây là một cái phân tích tổng hợp với khoảng 22.000 người bệnh, cho thấy là có thấy rõ là Tecagrelor giảm các biến cố về huyết khối, nhưng lại làm tăng đến 27% nguy cơ về chảy máu nặng. Chảy máu nặng bao gồm là gì? Chảy máu mà hemoglobin nó giảm trên 5 gram hoặc là nguy cơ có thể tử vong. Thứ hai là Prasugrel so sánh với Clopidogrel, chúng ta có một phân tích tổng hợp với 26.000 người bệnh và cho thấy là gì? Là có giảm các biến cố về huyết khối cũng như giảm nguy cơ huyết khối trong stent, nhưng lại làm tăng 26% nguy cơ chảy máu lớn. Và cuối cùng là so sánh giữa hai cái nhóm mạnh kia là Prasugrel kết hợp với cả Tecagrelor thì cho thấy là gì? Là Prasugrel có vẻ ưu tiên hơn ở những nhóm bệnh nhân có nhiều máu cơ tim do giảm các cái biến cố về huyết khối trong stent, nhưng có sự khác biệt là không có. Chính vì thế nên là vẫn favor hơn Prasugrel trên nhóm bệnh nhân nhiều máu cơ tim có thể trình lên. Vậy như vậy là chúng ta có nên đánh đổi khi mà bệnh nhân có nguy cơ chảy tắc mạch giảm đi nhưng nguy cơ chảy máu tăng lên hay không? Thì dựa vào các nghiên cứu này chúng ta có thể cân đối. Thứ hai là gì? Chúng ta dựa vào các nghiên cứu trên thế giới thực. Nghiên cứu này nhãn mở và hoàn toàn trên thực tế mà chúng ta gặp phải. Thì cho thấy là gì? Đây là một cái nghiên cứu trên thế giới thực cho thấy là với khoảng 5.000 bệnh nhân đánh giá biến cố sau 12 tháng, tức là một thời gian tương đối dài, so sánh ba cái nhóm này thì cho thấy là gì? Là ở nhóm bệnh nhân được điều trị với kháng tiểu cầu kép là Tecagrelor hoặc Prasugrel kết hợp với aspirin thì cho thấy là làm tăng gia tăng nguy cơ xuất huyết với sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê từ các chảy máu bất kỳ hoặc là các chảy máu lớn so với nhóm Clopidogrel kết hợp với aspirin. Thì đấy là rõ ràng
là các cái biến cố xuất huyết rất rõ ràng là tăng lên ở các nhóm có hoạt lực mạnh. Và chúng ta dựa vào cái bằng chứng thứ hai để chúng ta quyết định lựa chọn đó là gì, các khuyến cáo chúng ta có trong tay như thế nào. Bởi vì chúng ta có các khuyến cáo của Hội Tim Mạch và Chuyên môn Tim Mạch Hoa Kỳ, chúng ta có khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu, và gần đây năm 2020 chúng ta có khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam, thì cho thấy là gì, là ở những bệnh nhân mà không có nguy cơ xuất huyết cao thì rất rõ ràng rồi, chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn aspirin kết hợp với nhóm kháng PA2-I12 hoạt lực mạnh như là prasugrel hoặc ticagrelor. Tuy nhiên đối với prasugrel, nếu mà chúng ta có trong tay thì chúng ta sẽ ưu tiên hơn một chút đó ạ. Tuy nhiên ở những bệnh nhân mà có nguy cơ xuất huyết cao đánh giá bằng thang điểm RCHPR từ một tiêu chí chính hoặc là hai tiêu chí phụ trở lên hoặc là điểm Resadap lớn bằng 25 thì chúng ta cân nhắc khởi trị ngay từ đầu là clopidogrel kết hợp với aspirin. Rất rõ ràng. Vậy thì ngoài các cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu thì chúng ta có ý kiến chuyên gia là những chuyên gia hàng đầu trong cái lĩnh vực này, dựa trên các phân tích, các khuyến cáo cũng như các phân tích các nghiên cứu thì cho thấy là gì? Là ở những bệnh nhân mà có chưa bệnh cấp sau can thiệp động mạch vành, nếu bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao mà chúng ta đánh giá được bằng hai thang điểm kia thì chúng ta nên khởi trị ngay từ đầu tiên với một cái nhóm kháng PA2-I12 hoạt lực mạnh. Còn nếu mà bệnh nhân không có nguy cơ xuất huyết cao thì chúng ta rất rõ ràng rồi là chúng ta dùng kháng PA2-I12 hoạt lực mạnh là ticagrelor hoặc prasugrel. Thì điều này đã được khẳng định bởi các chuyên gia mà rất có kinh nghiệm trong các lĩnh vực này. Thứ hai là gì, là đánh giá các cái hướng dẫn của Hội Tim Mạch Châu về điều trị kháng tiểu kép cho thấy là gì, là chúng ta đối với nhóm nhồi máu cơ tim có ST trên lên, nếu bệnh nhân có xuất huyết cao thì chúng ta vẫn nên khởi trị, bởi vì đây là những bệnh nhân mà có nguy cơ huyết khối rất lớn, tác động trên cơ tim rất lớn, thì chúng ta vẫn nên khởi trị là ticagrelor kết hoặc là gì, là clopidogrel nếu mà chúng ta không có sẵn ticagrelor trong tay, kết hợp với aspirin. Đấy. Và sau đó chúng ta có lộ trình xuống thang sau. Tuy nhiên bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim không có ST trên lên mà có nguy cơ xuất huyết cao thì chúng ta nên, khác biệt so với nhóm có trên lên là gì, chúng ta nên khởi trị ngay từ đầu tiên là clopidogrel kết hợp với cả aspirin. Và chúng ta thêm một cái điều nữa là bệnh nhân người Việt Nam của chúng ta khác biệt so với người da trắng, người châu Mỹ, đó là gì, là ở những bệnh nhân người Đông Nam Á của chúng ta, người Việt Nam tương đương với người châu Á là nhỏ hơn, thấp hơn, và chúng ta người ta đã chứng minh là gì, xét nghiệm các cái chuyển hóa của ba cái nhóm thuốc clopidogrel, prasugrel hoặc là ticagrelor thì cho thấy là gì, là clopidogrel được giảm chuyển hóa nhưng hai nhóm kia lại tăng chuyển hóa, và chính vì tăng chuyển hóa làm tăng hiệu quả, và chính vì thế nên là cái nguy cơ về xuất huyết đường tiêu hóa hoặc là nguy cơ xuất huyết nội sọ tăng cao hơn hẳn, người ta đã chứng minh là tăng từ 2 đến 2.5 lần so với người châu Mỹ hoặc là người châu Âu, trong khi nguy cơ huyết khối là bằng hoặc thậm chí là giảm hơn so với người châu Âu hoặc là người châu Mỹ. Chính vì thế nên là gì, là đưa ra chúng ta có thể lựa chọn các thuốc chống người tiểu cầu ở mức độ vừa phải thôi. Chính vì thế nên là qua các nghiên cứu trên thế giới thực ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc và Nhật Bản cho chúng ta một cái kết luận, đó là gì, là ở những bệnh nhân trong các nghiên cứu đó không có một cái dữ liệu rõ ràng là ưu tiên sử dụng các cái kháng PA2-I12 hoạt lực mạnh ở những bệnh nhân Đông Á, trong đó có cái nhóm người tương tự người Việt Nam. Thứ hai là gì, sử dụng clopidogrel và aspirin vẫn là lựa chọn đầu tay hợp lý qua các nghiên cứu này, bởi vì sao chúng ta thấy là gì, là nếu xuất huyết giảm đi mà nguy cơ về tắc mạch tương đương thì chúng ta đương nhiên chúng ta lựa chọn cái nhóm an toàn hơn, và nếu mà về lâu dài chúng ta vẫn cần có những cái nghiên cứu an toàn và hiệu quả ở cái nhóm bệnh nhân Đông Nam Á hoặc là châu Á của chúng ta. Vậy thì sau khi mà chúng ta có cái quyết định là lựa chọn clopidogrel, chúng ta sẽ sử dụng như thế nào, vì thì chúng ta thấy là gì, vai trò của các thuốc gọi là liều nạp ấy, trong giai đoạn khởi phát là gì, là chúng ta có thể chuẩn bị một cái chống đông mạnh mẽ để chúng ta có thể chuẩn bị đưa các dụng cụ vào trong mạch máu của người bệnh. Vì chúng tôi biết rồi là gì, bác sĩ tim mạch can thiệp sợ nhất, nguy cơ cao nhất là gì, là khi mà chúng tôi đưa các dụng cụ vào gây nên cái tình trạng tăng đông. Chính vì thế nên là chúng ta phải sử dụng các cái thuốc kháng tiểu cầu, và trong quá trình can thiệp chúng ta phải sử dụng heparin để đảm bảo là gì, là đưa các cái dụng cụ can thiệp vào lòng người bệnh, lòng mạch người bệnh là an toàn. Khi can thiệp mạch vành, cái liều nạp sẽ giúp cho thì quá trình ức chế tiểu cầu mạnh mẽ là giảm các cái tăng đông khi mà chúng ta làm tổn thương mạch máu. Ví dụ chúng ta nong bóng, chúng ta đưa các dụng cụ chạm vào mạch vành, và khi mà đi duy trì thì chúng ta sẽ phòng ngừa được cái tắc mạch về lâu dài. Thì chúng ta có nghiên cứu gì? Từ năm 2010 đã có một nghiên cứu Thurin Oasis 7 đã đánh giá cái vai trò của liều nạp 600 so với cả liều nạp 300 ở những bệnh nhân hội chứng vành cấp được can thiệp mạch vành, cho thấy là gì, là nếu chúng ta dùng liều nạp 600
Về lâu dài sau 30 ngày chúng ta có thể giảm được 14% nguy cơ tương đối. Các cái biến cố tích lũy bao gồm là gì? Đột quỵ, tử vong hoặc các cái biến cố về nhồi máu cơ tim. Và thứ hai là gì? Là sau một cái thời gian là gì? Lại là giảm đến gần 50% nguy cơ biến cố trong stent. Thì chính vì thế nên là sau cái nghiên cứu này cho thấy là gì? Mà thậm chí là trong khi mà so sánh giữa hai nhóm thì cái nhóm 600mg lại làm không làm tăng nguy cơ xuất huyết. Như vậy là gì? Tính hiệu quả cao hơn, trong khi là cái tính an toàn tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ quyết định là gì? Lựa chọn các cái nhóm hội chứng vành cấp, quyết định dùng can thiệp thì chúng ta phải dùng liều 600. Vì chúng tôi biết là gì? Là nhiều khi trong thực tế lâm sàng chúng ta vẫn ngại ngần khi mà quyết định lựa chọn liều 600 hay liều 300. Đấy, khi mà dựa vào nghiên cứu này chúng ta hoàn toàn có thể tự tin lại thì đúng hơn, bởi vì trước đây các thầy cũng đã qua các hội thảo và đã trao đổi rất nhiều về cái vấn đề này rồi. Chúng ta vẫn hoàn toàn nên dùng cái liều 600. Thứ hai nữa là nghiên cứu AMEDA cũng khẳng định thêm một điều nữa là không những cái liều 600 giúp giảm các cái biến cố về tắc mạch, giảm được kích thước ổ nhồi máu, cải thiện về MACE và cải thiện về các cái biến cố về lâu dài ở bệnh nhân mạch đích và giảm các cái biến cố về tử vong so với nhóm 300mg. Và đồng thời là gì? Là một cái phân tích tổng hợp với một cái số lượng bệnh nhân rất lớn là 2.000 người bệnh cũng khẳng định thêm một điều nữa là gì? Liều 600 sẽ giúp cho gì? Làm giảm các cái biến cố tích lũy của người bệnh sau thời gian 1 tháng so với cái liều 300. Và đồng thời nó lại an toàn hơn, an toàn tương đương so với nhóm 300. Và các hướng dẫn hiện nay về liều nặng mà Lopera cũng khẳng định thêm một điều nữa là gì? Đối với bệnh nhân hội chứng vành mạn mà chúng ta quyết định chuẩn bị cho bệnh nhân can thiệp thì chúng ta vẫn nên dùng liều 600mg. Tất nhiên lúc này chúng ta cần phải cá thể hóa người bệnh. Ví dụ là bệnh nhân mà trên 80 tuổi mà các cái mức lọc cầu thận đang có vấn đề, nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta cũng không nên dùng cái liều 600 này. Thì chút nữa cũng xin ý kiến của thầy Hùng cũng như các chuyên gia để có ý kiến thêm về cái vấn đề này. Đối với bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim không có ST trình lên thì Bộ Y tế và Hội Tim mạch châu Âu năm 2020 cũng khẳng định là gì? Là chúng ta nên dùng liều nặng 600 và sau đó chúng ta dùng liều bệnh nhân. Đối với bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim không có ST trình lên thì vẫn là 600, trừ bệnh nhân mà có dùng thuốc tiêu sợi huyết thì chúng ta chỉ mới dùng liều 300 thôi. Và nếu bệnh nhân không có kế hoạch để can thiệp, ví dụ bệnh nhân chụp lên mà tổn thương mạch vành nặng rồi và chúng ta dự định là gì, là chỉ điều trị duy trì, thì chúng ta chỉ dùng liều là 300mg. Vậy thì kết luận bài nói của tôi sẽ cùng có mấy ý sau. Thứ nhất là gì? Là kháng cái tập tiểu cầu kép vẫn là nền tảng, đã, đang và sẽ là nền tảng khi thực hiện can thiệp cho người bệnh. Thứ hai là khi mà lựa chọn, chúng ta luôn phải lựa chọn từ lúc khởi trị đến lúc kéo dài, duy trì sau này, cái cân bằng giữa nguy cơ xuất huyết và nguy cơ huyết khối. Và cái quá trình này là chúng ta vẫn phải nhắc lại, mỗi lần người bệnh đến, chúng ta sẽ coi đấy là một cá thể mới để chúng ta đánh giá, để chúng ta cân bằng giữa nguy cơ tắc mạch và huyết khối. Chúng ta có các dữ liệu lâm sàng có đối chứng, lâm sàng đời thực, cũng như các khuyến cáo, cho thấy là gì? Là ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim không có ST trình lên, có nguy cơ xuất huyết cao, dựa trên cái thang điểm PSI-DAPT và ARCHBR, thì chúng ta nên khởi trị ngay từ đầu tiên là một cái aspirin kết hợp với một cái thuốc kháng P2-P12 hoạt lực vừa phải là clopidogrel, và cái liều nên là liều nạp 600mg. Liều nạp 600mg này vì sao? Vì giúp là gì? Giảm các biến cố huyết khối mà lại không làm gia tăng có ý nghĩa các cái biến cố về xuất huyết. Xin chân thành cảm ơn chủ tọa đoàn và các thầy cô kinh nghiệm. Vâng, rất là cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Hoàng Việt Anh. Chúng ta có lẽ là chúng ta trong quá trình chúng ta sẽ thảo luận các ca lâm sàng thì chúng tôi cũng xin mời các đầu cầu cũng như các bạn đây, thì chúng ta có những câu hỏi hoặc là có những vấn đề gì liên quan tới cái phần bài trình bày của tiến sĩ Hoàng Việt Anh thì chúng ta sẽ lồng ghép luôn vào để chúng ta đảm bảo tiến độ thời gian. Thì tiếp theo thì chúng tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Đặng Quang Hưng sẽ trình bày về một ca lâm sàng. Xin mời bác sĩ thạc sĩ Trần Quang Hưng.